thì cũng là một khách rất là thân thiết của bên Hà Thành Pho. Chị tham gia là nhiều chương trình của bên Hà Thành rồi. Gần đây nhất là tôi có tham gia sự kiện ra mắt dòng xe Everest Wildtrak mới của Hà Thành Pho. Tôi thấy là Hà Thành Pho thì tổ chức rất là chuyên nghiệp và các bạn tư vấn thì rất nhiệt tình, tận tâm nữa. Đầu tiên thì chị thấy là cái màn hình của cái xe này rất là đẹp, nhìn đẹp mắt, giao diện thì nhìn cũng có vẻ là rất là thông minh này. Cái thứ hai là cái cần số núm xoay này rất là tiện lợi và trông rất là đẹp, phù hợp cho những người phụ nữ như mình. Mình lần này là đầu tiên ạ. Những bạn hướng dẫn viên khá là nhiệt tình. Ngoài ra thì về xe lái thử các thứ thì mình cảm thấy thì khá là sạch sẽ. Nói chung là để mà đi được dài thì lựa chọn dòng Ever thì vừa thích hợp với gia đình, với cả khi mình đi đường dài nó sẽ không bị mệt mỏi. Cảm giác lái thì con này lái khá là nhẹ. Lái thì lúc lái chậm thì tay lái khá là nhạy và nhẹ, còn khi lái nhanh thì khá đầm và chắc. Về chống ồn các thứ thì cũng khá là tốt. Mình thì mình thích bán tải hơn. Nếu mà để lựa chọn xe gia đình thì chắc mình sẽ đánh giá con này khoảng độ 80%.